Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn LD Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Hello, xin chào anh em nha. Hôm nay thì mình đã lên được cây thứ 12 rồi, và lên cây thứ 12 thì chắc chắn là mình sẽ có thể nhận được thêm phần thưởng. Ơ kìa, nào lác thế. Đấy, 2.000 đào, 165 bình, 2.100 đào, chính xác hơn là như vậy anh em ạ. Và mình có tổng cộng là 2.390 đào. Bây giờ mình sẽ xả xem là đứng như cái gì nhá. Yêu lực của mình tăng lên như thế nào? Mình đoán là hôm nay mình sẽ lên được level 182. Và thế là mình sẽ độ kiếp và lên luyện hư trung kỳ anh em ạ. Ok, đi học trung học. Đấy, giờ đang tiểu học anh em nha. Cấp. Đây, 165 bình này, giảm được khá khá luôn á. Còn 8 ngày nữa thì mình có thể lên được cây thứ 13. Wow, mở bát là một món bạo kích, yêu lực cộng 70k. Tuyệt vời quá. Để mình xem xả hết 2.390 đào thì sẽ yêu lực lên được bao nhiêu nhá. Bây giờ là anh em nhớ còn cột mốc là 1.427 vạn này. Coi như cái món trang bị vừa đấy là tính free cho anh em luôn. Ok, diệt yêu tà, tí nữa yêu lực tăng lên thì mình sẽ diệt. Còn trong này hôm nay bang của mình được cái là tuy nghèo nhưng mà giàu à gì nhỉ, nghèo về tài chính nhưng giàu về tình cảm trả giá các kiểu, mà cả ghê gớm thật. Hôm nay lời tận 223 tiên ngọc anh em ạ. Tuyệt vời luôn. Ok, cho mình khiêu chiến ra nó. Ai xài. Quần hùng. Quần hùng. Đấy, quên mất chưa nhận trong này này. Thế thì sẽ tiếp tục nốt cái chiêu mộ thần thông. Đây rồi. Ui, thần thông cam luôn. Cái gì? Hoàng diện ma thân. Ôi, kể lạ nhỉ. Ủa sao cái này lạ đấy? Mình hình như mình chưa ngâm cứu cái thần thông mới đấy bao giờ ấy. Hoàng diệm ma thân này, khi làm choáng địch hoặc tấn công địch đang choáng sẽ chấm dứt ngay trạng thái thiêu đốt của địch. Sát thương thiêu đốt tăng 20%. Tức là như thế này anh em ạ. Mình hiểu rồi, bây giờ đọc có khi là mình hiểu như thế này. Bởi vì khi né này, tăng thêm tí ạ, thì cũng được, tăng thêm chút là ok rồi. Đây, ở trong này nó có một con linh thú mang tên là con này, chú tước. Thì nếu như sau này anh em biết rồi, nặn hồn lên á, nó sẽ có cái khả năng là gây cho kẻ địch sát thương thiêu đốt. Đấy, thì khi mà chúng ta dùng được cái đạo pháp đấy là nó không cần phải chờ mỗi hiệp nữa, mà nó tính con sát thương thiêu đốt đấy, nó phệt luôn à. Ai à, biết phải thế không nhỉ. Thôi bao giờ có thì mình sẽ test thực. 5 cái ấn ký này. Ui, cường hóa linh thú à? Suy yếu linh thú à? Chán thế. Cường hóa linh thú có phải ngon không? Né à, liên kích này. Trừ 73k nhưng mà vẫn phải lấy thôi. Tầm này là mình bắt đầu chuyển sang build đúng môn phái của mình được ấy nhá. Không cần lấy về yêu lực nữa đâu. Suy yếu linh thú cái gì đây? Bỏ qua thuộc tính chiến đấu à? Ok à. Đây rồi, mình đồng ra sắt, nhưng mà thực ra mình cần cái giảm sát thương cuối hơn anh em à. Ai xì bà, suy yếu linh thú này thì mình chỉ mang đi PK thôi. Còn đi vật ải tầm này thì mình vẫn phải là giảm sát thương cuối, nó là chân nái anh em ạ. Ấy, cái này có thêm 0.5% giảm sát thương cuối nữa, cộng vào đây nó là 12.5%, đúng không nhỉ? 12.2. Ấn ký. U là trời, cường hóa thuộc tính kháng, bỏ qua thuộc tính chiến đấu. Bên này sao? Ô là trời, bỏ qua thuộc tính kháng này, cường hóa thuộc tính chiến đấu. Mình thích cường hóa thuộc tính chiến đấu hơn ý. U là trời, cái gì đây? Tăng sát thương cuối. Cường hóa linh thú. Thôi, tăng sát thương cuối đi. À nhầm, cường hóa linh thú đi. Liên kích nào. Ôi, xin luôn. May quá. Để mình xem nào. 112% liên kích rồi. Bạo kích 100% rồi anh em ơi. Để xem có món nào nữa nào. Hút máu này. Ôi, liên kích. Bạo kích. Liên kích. Ôi, thế là còn 2 món này thôi. Là mình sẽ cần phải thay thế anh em nhá. Đó chính là cái vũ khí. Và thêm một cái đầu này. Cái nón này.
là mình cần phải thay thế này. Hy vọng rằng là cho mình ra thật nhiều cái đấy thì choáng à, mà cái tạch luôn, không cần nói nhiều. Đấy, tầm này là chỉ có liên kích với bạo kích mới là chân ái thôi. Thế thì mình sẽ ấy, khoan nha, mình sẽ ấn vào đây này, dừng khiêu lịch trang bị tăng đồng thời là liên kích hoặc là bạo kích thì mới dừng nhá. À quên mất, hôm nay lên được cây thứ 12 rồi thì mình có thể là tiêu 3 thể lực chặt cây mà quên. Ê mà không nhớ. Đấu pháp này, linh dịch ngọc tương này, mở khóa này, tinh quái này, bạo kích. Nhưng mà cái chỉ số bên này giảm đi. Thôi tách anh em ạ. Triệu hồi tinh quái, đấu pháp. Ái chà, ông nào đánh kinh thế. Úi giời ơi, bang ma này, ui ôi. Các ông ma này, ông ghê thật đấy. Oan oan. Quánh thử. Ây à, bên kia bạo kích khá ghê. Có bạo kích các chủ này. Sau khi bạo kích xong là tăng công ghê phết đấy. Nhưng mà uầy, mày quá, vẫn thắng được anh em ạ. Phát nữa xem nào. Ý, căng ấy. Server này chứng tỏ là các ông ít chơi né đi rồi này. Thế thì mình sẽ chuyển sang đeo cái kháng bạo giống như ông này. Ôi, nhưng mà quả đấy Pikachu vẫn bị mình dã cho kìa. Đây, phải mua cái kháng bạo thôi. Đã đến lúc phải dùng đến em nó rồi. Server khá là nhiều bạo kích nha. Đấy anh em thấy chưa, bạo kích này, bạo kích luôn. Úi dồi ôi, chỉ số tăng lên lại thêm một món đồ chí bảo nữa này. Tuyệt vời. Đấu pháp thêm vài cái đi. 1.400 vạn. À ông này cũng có đại sơn yêu rồi. Mình cũng có đại sơn yêu rồi. Ôi ông này có cả combo tiểu long nữ luôn này. Giảm sát cuối, sát thương cuối đi khá nhiều. Nhưng tầm này thì mình đang muốn thiên vào công ấy. Hội đếch gì phải đi đánh phủ, nhìn trông chán đời. Được căn cả ngã về mọ. Đấy là mình thế. Tiếp theo này, anh em có thể thấy là bây giờ là mình không sợ em ứng long mấy nữa rồi. Ứng long mấy ông đấy là build chậm hơn. Úi dồi đau chưa. Úi dồi đau chưa. Ai à, yên tâm, còn phù tang, còn phù tang. Tiếp tục này. Ai, ông này cũng có phù tang nha. Nguy hiểm này. Ông này có phù tang lại còn chơi cả ứng long thì hơi nguy hiểm ấy. Uầy, không ổn. Cay thế nhở. Thôi. Ở đấy bạo kích đầu nhờ anh em nhở. Đấy là mình có đeo kháng bạo ấy nhá. Mất tổ vật cưới của mình bây giờ mình có bậc 3. Thế thành ra là nó hơi cùi tí. Anh em thông cảm. Ây à. Ây à. Uầy, cường hóa sát thương bạo nó vẫn cứ làm một cái gì đó anh em ạ. Hốn chưa. 1.265 này. Chơi được này. Mày này. Ờ, nãy giờ chưa có món trang bị nào mới nữa anh em ạ. Vẫn đang chặt cây miệt mài luôn á. Rồi. Ai à, có nhiều máu đấy. Ứng long của bạn này không có cường hóa linh thú hay sao á. Cảm giác là đánh hơi yếu. Ok, mình xin. Liên kích tăng lên này. Ồ, chỉ số lại tăng lên được. Lụm luôn. Thế thì bạo kích của mình là bị xuống 90% rồi, bị ngay mà. Nhưng không sao, tầm này ưu tiên liên kích trước này. Ồ, nhưng mà mình đã đi đánh dị thú xâm lược hết rồi nhỉ. Tiếc quá, mà lại phải đến chờ ngày mai để test xem là sức sát thương của dị thú xâm lược là như thế nào anh em ạ. Đây, để mà tăng cái tỷ lệ ra được cái cài đặt ở trong này thì mình cũng đã rất cố gắng để có thể là nâng cấp vào trong cái phần tiên hữu. Đây này, tiểu tử này, cố gắng lắm đấy. Lên được level 60 và xác suất nhận được thuộc tính chỉ hướng khi chặt cây tự động là tăng 20% rồi. Level sau hình như nó sẽ là cột mốc 24%. Trong lúc chờ đợi mình sẽ tiếp tục là đi làm một số những cái tỉ thí này. Này. Đấy, nên là có thêm ngự linh thạch ngay. Có thêm linh thảo ngay. Wow. Ôi, tầm này mình thấy cái linh thảo hơi quan trọng luôn anh em ạ. Nếu như mà chúng ta cứ đi
gọi là kích hoạt được cái huyết mạch đấy càng nhiều về sau, những cái level của huyết mạch nó quan trọng lắm, nó sẽ cộng cho chúng ta những cái chỉ số kháng, rồi thì nhạy bén rất chi là cần thiết luôn, chứ không đùa. Bạo kích này, đây trả lại một chút bạo kích này đó. Ây à, cái này bắt đầu khó này, bắt đầu khó này. Bạo đi, bạo đi, phải bạo kích cơ. Đấy đấy, nó phải là như thế anh em nhá. Bạo tiếp đi. Đấy, có bạo kích là ổn đấy. Đấy, úi xòa, hợp lý này. Đeo đại minh vương tầm này là hợp lý luôn này anh em này. Bỏ qua chiến đấu vẫn thắng luôn ạ. Hải này thì bắt đầu thấy hơi khoai rồi. Đó anh em thấy không, nhìn tương quan lực lượng như thế này là thua. Trâu quá. Rồi tạm thời thì đã, tí nữa mình đi đánh em khác. Ơ, có một món trang bị mới rồi anh em ơi. Khoan đã, đây này, liên kích lên này. Ý, xin luôn. Em này xong, chuyển sang em khác. À đấy rồi, có thêm đào này. Tiếp tục. Rồi. Anh em cứ hỏi mình là mình có 41k tiên ngọc thì mình làm cái gì? Thì câu trả lời là mình cứ để dành để mua đào thôi, làm gì đâu. Mua đào về sau thốn lắm. Anh em thấy là trừ khi chúng ta lên được cây thứ 16 thì lúc đấy chúng ta có thể là chặt cây nó ra được tiên ngọc. Chứ còn không thì ở thời điểm này nhá, anh em cứ mua đào một thời gian là hết sạch. Căng. Nhìn chung là căng. Nếu như mà không nạp thì cứ mua đào kiểu gì cũng hết. Rồi. Tiếp tục. U là trời. Cố gắng cầm cự 41k tin ngọc đấy đến cây thứ 16 là vừa. Khi mà đến cây thứ 16 chặt cây nó ra tin ngọc thì nó sẽ bớt phần nào. Còn không thì cũng hơi khoai đấy. Ok này. À hết. Lại còn em này nữa. Tí mình xem tích lũy được bao nhiêu cái linh chi linh thảo nha. Cho đi nốt này. Được cái là chặt cây tốc độ x3 sướng ghê anh em ạ. Nhanh. Nhưng mà bình thường để chặt được 2.300 đào kia thì lâu lắm. Nhưng bây giờ còn 1.500 thôi này. Ok. Tiếp tục đi. Ai à. Đau. Liên kích cho 2-3 cái mình đi luôn này. Đi luôn này. Ôi. Thôi. Sang em này. Ơ à, hết rồi. Hết rồi. À, hoa tưởng dung nữa. Quá. Không, em này không đánh nữa. Ok, tạm thời như thế đã anh em nhá. Đây, huyết mạch đây. Ấy à, được 17 cái linh chi và 200 cái linh thảo. Ngon luôn. Ôi, mình sắp chọn cái mức lên, nâng mức lên được rồi đấy. Ở đây là cam này, đỏ này. Ok này. Câu trần á. Câu trần thì quên luôn đi. Đây này, bắt đầu là mình chọn cái tiên được rồi đấy. Cứ ép cho nó lên phẩm cao đi anh em ạ. Đấy. Ép đi. Chứ còn dễ quá thì nó sẽ không ra được cái món mà ngon đâu. Cứ ép vào, áp lực mới tạo nên kim cương anh em ạ. À, thức địa sao nào? Từ nãy giờ là không thấy có thêm nha. Ok. Xem sao hết tiền lương chưa? Còn tí này. Bình 4 này. Cái gì bốn? À, xì bà. Linh thạch thì làm gì đâu. Đấy, tạm thời như thế đã. Còn cái tăng cấp vật cưỡi này mình đích làm được. Nó bị mắc rồi. Mình chẳng muốn nạp nữa. Nạp nhiều chán rồi. Giờ cày thôi. Thì ở đây là sẽ cần thêm 249k nữa thì mình sẽ có đủ tài nguyên để nâng cấp lên 1.4. Nhưng mà thôi, chờ vậy, chờ 2 tuần. Mỗi một chủ nhật là sẽ được khoảng 15-20 cái đá ngũ sắc. Thế là 2 tuần là mình sẽ đủ. Đấy, đằng nào cũng tích lũy luôn một thẻ cái canh kim ấy. Nâng một thẻ luôn. Mới tạm thời chấp nhận vậy. Bậc vật cưới nó kháng thấp thì bị hành thôi, thì thôi, đi đâu. Chả sao. Hoàn thành cái mạch đấy, anh em thấy không?
choáng này. Thay luôn những con gì nữa. 40 à. Cái mốc tiếp theo là mình sẽ cần bao nhiêu ta? 295 mà bây giờ mình được 265 rồi. Ồ, được một cái thần thông cam tùy chọn này. Ý. Wow. Nhưng mà cũng khoai lắm. Khả năng cao là ngày hôm nay không đủ à. Không nạp thì lấy đâu ra cái gì nữa đâu mà kiếm được đâu. Ôi đằng xà này. Ôi thay luôn cho cái chu tước hợp lý quá. U là trời. Ngon đấy chứ. Tông môn nhàn rỗi. Ok. Ở lắc lắc ha. Lắc lắc ha. Tu luyện thôi. Rồi. Chuẩn bị xong. À, thế mà vẫn thiếu thể lực. Ba em. Ui kháng vận công. Wow, kháng vận công. Được này, hút máu này. Được. Em này sao? Xuất sư. Kháng né luôn này. Xem nào, yêu cầu. Ôi, bạn này cũng có kháng vận công này. À, chưa có đệ tử nào. Ủa. Phản công choáng này. Đeo luôn. Xuất sư em này nào. Quỷ bạo kích. Tưởng dòng ngon ngon cho đeo cùng cái bên kia thì hợp lý quá. Hôm nay có một vài bạn cũng có đồ khá là ngon. Tông môn. Đấy ạ. 1 2 3 Bổ sung thể lực 128. Nhưng vẫn không đủ. Sắp lên tông môn level 9 rồi anh em ạ. Cố lên. Rồi. Tạm thời thế đã. Nhẹ nhàng đơn giản. Vẫn còn nghìn đào nữa anh em nhé. A few moments later. Ôi anh em ơi. Thế là đã ngon lành ngày nào rồi. Mình đã full được bạo kích cả liên kích ở đây. Thay được 2 cái món nữa rồi anh em nhé. Đều là bạo kích. Tất cả xem chỉ số lại thế nào. 130%. Nhưng mà bạo kích thì vẫn mới chỉ có 93 đây à. Chưa lên được 100 nhờ. Thế thì vẫn phải đeo đại minh vương rồi. Nhìn chung là bạo kích dưới 200% thì vẫn phải đeo đại minh vương anh em ạ. Nhưng mà không sao, thế là tạm ổn rồi. Nhưng mà mình tính hơi nhầm một tí, bởi vì lên level 180 này là cần tận 4.250 điểm tu vi. Thì bây giờ mình mới chỉ có bao nhiêu, thì hôm nay mình chỉ lên được level 181.5 này. Bây giờ phải trông chờ hết vào trong mấy con chuột dở hơi này. Mấy con này mà tích cực nó đào được thêm đào nữa thì đến tối, đến đêm là mình sẽ lên được. Còn nếu không là lại chờ sang ngày mai thôi. Ôi lại thêm một món nữa này, ngon lành luôn anh em ơi. Cố lên, hôm nay đạt được 1.500 vạn yêu lực là thành công nha. Chúc anh em chơi game vui vẻ và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi series Khải Quốc ATM của mấy mình nhá. Còn bây giờ thì mình đi xem đá bóng đây, bye bye.